Cảm nhận thấy quen quen ta. Hình như là mình đã gặp ở đâu đó rồi. Cháu gái của ông Hai Đoàn. Trời đất ơi, bây giờ còn lôi tên ông nội tôi ra chửi đó hả? Bây giờ anh muốn cái gì đây hả? Em có phải là Nhã Chi không? Tiền sao? Biết tên tôi tiền sao? Cũng phải đền tiền à? Đền mau lên, đền mau lên. Vậy thì đúng, em là Nhã Chi rồi. Nhớ anh không? Mắc mới gì tôi phải nhớ anh. Anh là Khánh Toàn, con của Bắc Minh đó. Em nhớ chưa? Khánh Toàn nè. Anh Toàn. Trời ơi, thiệt ngại quá. Hay là đến mua cái khác, anh đền lại cho em nha. Thôi không cần đâu. Tưởng ai, quá ra là người quen không hả? Không cần đâu, anh xin lỗi em là được rồi. Nè, mẹ em nói nha, lần sau mà có lỡ đụng ai như vậy cũng phải xin lỗi người ta một tiếng. Kỳ cục quá à. Anh xin lỗi. Hay là để anh mời em một chầu nước, coi như là tạ lỗi. Cũng được. Mình đi. Nó lại chơi mình nữa rồi. Ê. Thằng quỷ, xem chút nữa mày làm tao sặc muốn chết luôn rồi đó. Mày vẫn như ngày xưa. Tao nhớ hồi đó mày thích một cô gái lớp kế bên, cua người ta không được, rồi lại đổ lỗi cho tao. À, mày nhắc tao mới nhớ, không tao quên rồi. Nếu mà lần đó mày chịu giúp tao thì tao đã quen được nàng rồi. Mà tao nghĩ cũng lạ, thích người ta không dám tự tới, một hai cứ bắt tao đi chung với mày. Tao cũng không hiểu tại sao lúc đó tao lại nhắc cái dữ như vậy nữa. Vậy còn bây giờ mày là vua cô gái phải không? Nếu cho tao quay lại thầy đó, tao sẽ không để cho nàng lọt vào tay của thằng cha đó đâu. Chắc chắn nàng sẽ thuộc về tao. Dạ mời anh. À, mày về Việt Nam từ khi nào vậy? Tao mới vừa xuống sân bay sáng nay, nghỉ ngơi một chút là tao alo cho mày liền đấy. Mày về Việt Nam chơi hay là có chuyện gì? Lần này tao về không phải để chơi, mà tính ở đây làm ăn. Làm ăn? Ừ. Mày nói chơi hay nói thiệt vậy mày? Ồ, tao hay nói giỡn với mày lắm sao? Không, tại vì tao cứ nghĩ là mày chỉ thích hợp với công việc ở văn phòng thôi, nên tao mới nghi ngờ đó mà. Thực ra thì một phần cũng do bình tĩnh của mẹ tao, không thích hợp với khí hậu ở Canada cho lắm. Với lại bà cũng có tuổi rồi, muốn về sinh sống ở quê hương. Thì ra là vậy. Mà mày về đây có dự định tính làm kinh doanh gì chưa? Hiện tại thì tao cũng đang có một số dự định. Mà nè, nếu tao mở công ty, mày phải giúp tao một tay đó nha. Ok. Mà nè, mày có mệt không? Sao tự nhiên hỏi tao như vậy? Thì nếu mày mệt, tao sẽ kêu cho mày một ly sữa. Còn nếu không thì... Nếu không thì sao? Thì tao sẽ kéo mày đi làm giày vé. Đồng ý. Ok, đi. Ủa, sáng mình cho ăn còn đây mà, giờ đâu mất tiêu rồi ta? Hả? Có khi nào nó đi theo gà trống khác không? Đi dụ cái gì? Không thấy nó ta. Đi đâu rồi ta? Anh được đen. Hả? Anh làm gì mà anh lèm bèm mình vậy?
thì tôi đi kiếm con gà mẹ mơ của tôi. Không biết có thằng nào thèm nhậu bắt không nữa. Cô có thấy nó đâu không? Cái con gà mà màu vàng vàng á hả? Đúng rồi. Thấy. Vậy hả? Chỉ tôi nhanh đi, tôi đang cần nó gấp lắm đó. À, hồi sớm ơi tôi thấy má anh nằm nó đi rồi. Trời là trời, con gà đó là hạnh phúc cả đời tôi á. Má là má. Gà mà hạnh phúc một đời là gì? Con gà tôi nuôi mấy tháng trời, đợi có ngày này thôi à. Tự nhiên bà bắt đi à. Má thiệt làm á, mất hạnh phúc đời tôi không à. Ăn đi, ăn đi. Trời đất ơi, anh làm cái gì vậy? Nè, tôi đem qua cúng tía anh nè. Để đi. Để đó là sao? Mà có con gà à? Anh làm gì mà sắp chết vậy? Cô có biết con gà đó hiện giờ đối tôi quan trọng lắm không? Quan trọng thì quan trọng chứ. Gà mà làm như vàng chứ. Thích không? Tôi cho mượn. Thiệt hả? Ừ. Nè, nó phải giữ lời nha. Tất nhiên, Út mà. Nói là phải giữ lời chứ. Không bao giờ tôi hứa đâu. Vậy hả? Cảm ơn cô nghe. Nhân, có một điều kiện. Điều kiện? Có dây thì phải có trả, có trả thì phải có lời. Anh mượn tôi một con gà, trả hai con. Chịu thì mượn, không chịu thì thôi. Hàng xóm với nhau không, có cần phải vậy không? Không được thôi gì à. Nè, 10 con cũng được nữa. Tại tôi cần thôi đó. Cảm ơn cô trước nghe. Nè. Gì vậy? Đem vô trong cúng tía anh. Cô cầm tôi cái này đi. Trời ơi. Thôi lụm đi tôi về ha. Gì kìa. Nè. Tại vì con gà chắc mình sẽ được hạnh phúc. Ngồi chỗ này nha. Dạ. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. Dạ cho em gọi. Em muốn gì? Cho em một ly đá chanh. Cho ly cà phê đá. Dạ cà phê đá. Ủa mà sáng giờ em ăn gì chứ? Chưa ăn gì mà uống nước chanh. Có chuyện sốt ruột đó. Hồi nãy giờ em cãi lộn với anh quá chừng luôn. Uống lạp hết giọng. Uống chanh để bù lại giọng chứ. Phải chi anh với em liên lạc sớm hơn thì đâu có sự cố đó đúng không? Thì có gì đâu. Nhờ cãi lộn một trận vậy mà anh em mình mới nhận ra nhau đó, đúng không? Không ngờ chỉ mới mười mấy năm mà em khác nhiều quá. Nhã chi ngày hôm qua không giống ngày hôm nay. Trời ơi, anh nói vậy là hồi nhỏ em xấu lắm nè, đúng không? À không, em đã hiểu sai ý của anh rồi. Dĩ nhiên là ngày xưa cô bé Nhã Chi thì rất đẹp, nhưng bây giờ... Bây giờ thì sao? Dạ, em mời chị dùng nước. Cảm ơn chị. Em mời anh. Cảm ơn em. Bây giờ thì đẹp hơn rất nhiều. Chị thua luôn đó nha. Đúng là miệng mồm của mấy anh Việt Kiều dẻo hết biết luôn à. Thôi, em uống nước đi. Cảm ơn anh. À, anh Toàn nè. Từ hồi qua Canada tới bây giờ anh làm gì bên đó vậy? Nói không phải khoe với em nha. Từ hồi qua bển, anh có hùng hạp làm ăn với mấy đứa bạn. Anh cũng kiếm được rất khá. Nếu ở Việt Nam, có thể gọi là
Đại gia. Đại gia. Nổ dừa thơm thứ. Tôi nhớ không làm gần nhà anh ta, hồi xưa đâu có hấu bom. Nhã Chi, em làm gì ở Sài Gòn vậy? Em á hả? Em đang đi học thôi à. Mà anh về Việt Nam lâu chưa vậy? Anh cũng mới về thôi. Vậy chứ chuyến này anh về đây chơi hay là làm gì? Lần này anh về Việt Nam, thứ nhất là để tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Thứ hai là để tìm một cô vợ. Trời ơi, kiếm vợ hả? Vậy không biết có ai lọt cái mắt xanh của anh chưa ta? Anh đã tìm ra rồi, nhưng mà không biết Nhã Chi có chịu giúp anh hay không. Trời ơi, em vẫn còn đang đi học mà. Em có biết gì về kinh doanh đâu mà giúp anh. Thực ra đâu có ai mới sinh mà biết liền đâu em. Tất cả đều phải học hết. Với lại anh cũng muốn tìm một người tin tưởng để bàn giao công việc bên này cho cô ta. Em biết đó, anh về đây nhưng mà công ty ở bệnh, mặc dù có người quản lý nhưng mà anh vẫn không yên tâm. Em cũng biết đó, gia tài có triệu đô mà. Nếu mà ngồi đây nữa, chắc hai cái lỗ tai mình không chứa nổi đạn nhiều quá. Thôi tốt nhất chuồn cho khỏe. Ủa, em đang nghĩ gì vậy? Anh ơi, chết rồi. Em có việc bận phải đi gấp. Nãy giờ em quên mất. Thôi em xin phép về trước nha. Chị ơi, tính tiền đi chị. Nhã Chi, anh mời em đi nước không được sao? Sao lại dành tính tiền vậy? Đâu có, anh hiểu làm ý em rồi đó. Em gọi cho anh trả tiền mà. Phải để cho đại gia trả tiền chứ. Em làm anh hết hồn vậy đó. Cũng may là tim anh khỏe đó. Em biết mà, tim của anh khỏe lắm. À, hay là anh em mình đi ăn, rồi em hãy về. Thôi, thực sự là em có việc bận em phải đi gấp mà. Để hôm khác ha. Nhã Chi, khi nào anh em mình gặp lại nhau? Gặp lại anh Chi? Có duyên thì gặp, em đi nha. Bye. May quá, khác với thằng cha đó. Không gặp có mấy năm mạnh ai khác. Ông ta bỗng nhiên trở thành một con người phê phán vậy chứ. Tạm biệt thành phố Gia Lệ nha. Mai tao về với nội rồi, sẽ rất nhớ Sài Gòn nhiều thật hơn. Sầu Viên Thái, hay là mua về cho nội ta? Chị ơi, cái đó phải sầu riêng Thái Lan không? Phải. Cho em hỏi bao nhiêu một ký vậy? 55.000 chị. 55. Chị cho em một cái nào đó thật ngon nha. Dạ. Rồi, trái này hơn 3 ký, 180.000 chị. 180.000 hả chị? Ừ. Của chị nè. Dạ em gửi. Rồi, cảm ơn chị. Nội chắc sẽ thích lắm đây. Con mời mẹ. Cảm ơn con. Con đã gọi điện cho Duyên Mỹ chưa? Báo là con đã về tới Việt Nam. Con chưa có gọi, nhưng mà con nghĩ cậu đã biết con về tới Việt Nam rồi. Dạ, chúc quý khách ngon miệng ạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Hai đứa con giận nhau hả? Con có biết là cái đợt vừa rồi mẹ đi Đà Lạt đó, nếu như không có Duyên Mỹ và bà Nhã Kim thường tới thăm nom,
thì giờ này mẹ đâu có ngồi đây mà ăn với con. Hơn nữa mình là đàn ông, con cũng phải nhường nhịn bạn gái một chút chứ. Mẹ yên tâm đi, tụi con đâu có giận nhau gì đâu. Chỉ có điều là con thấy mình không còn thích ở bên cổ nhiều như lúc trước nữa thôi. Con có biết là con nói như vậy Duyên Mỹ mà nghe được thì nó buồn lắm không? Nhưng mà con không thể nào làm khác được. Con không thể dối lòng. Lãm à, chắc là con đang quen cô gái khác chứ gì? Nếu mà được như lời mẹ nói thì con thấy có thể sẽ nhẹ nhàng hơn đó. Nếu như vậy thì đâu có gì phải ngại. Có lẽ là tụi con thường xuyên gặp nhau nên cảm thấy nhàm chán một chút thôi. Chuyến này về Việt Nam á, thì con sắp xếp để hai đứa đi du lịch đi. Nó sẽ khiến cho con cảm thấy gắn bó với nó nhiều hơn đó. Mà nè, con có bận cái gì thì bận, nhưng mà mỗi ngày phải ráng dành một chút thời gian để mà nói chuyện với nó nghe con. Đi làm gì vậy mẹ? Con không biết gì hết hả? Gia đình Duy Mỹ rất giàu có, đó sẽ là một hậu phương vững chắc cho con sau này đó con trai à. Mẹ, nhưng mà con không thể lấy vợ vì của cải của nhà cô ấy được. Hơn nữa gia đình của mình đâu có nghèo đâu. Thôi, không có nói nhiều nữa. Tiền bạc thì sẽ không bao giờ thừa đâu. Ông Hai ơi, nhà cửa trống quơ trống quắt, đúng là không có đàn bà có khác à. Ủa, ông đâu rồi ta? Có khi nào ngoài giường không? Hay dưới bếp? Nấu gì vậy? Ê, trời ơi. Cái gì vậy? Tôi là người chứ phải là ma đâu mà anh giật mình vậy anh Hai? Trời đất ơi, cô Hai ơi, cô Hai. Cái tướng cô vậy mà cô dán xuống một cái im ru muốn đứng tim cô Hai. Thôi thôi, bếp nút chật chội, cô lên trển ngồi chơi. Ở dưới này dơ dai lắm. Chơi cái gì mà chơi không biết nữa. Tôi biết bữa nay á là ngày giỗ cô Nhã Kim, cho nên tôi mới đem mâm trái cây qua. Dạ. Để thắp cho cổ vài nén nhang. Dạ. Cô nhớ ngày đám giỗ cô dâu tôi qua thăm là quý lắm rồi. Nhớ sao không nhớ? Mày đặt quà cáp chi không biết nữa, đem về bển cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Anh Hai, nói vậy không sợ tôi buồn sao? Tôi đem qua là để cúng cô Nhã Kim, chứ đâu phải tôi cho anh đâu mà anh từ chối đây đẩy vậy. Thì biết vậy, cái nhưng mà nhận gì? Cái gì hả? Thì tôi là tôi sao hả? Cái mà gì? Tôi không thích hưởng sai đồ coi bói. À. Anh yên tâm đi, cái cây đó là tôi mua ngoài chợ chứ không phải của khách đem qua cúng đâu. Phải không? Tôi không có nghe lộn phải không? Không có lộn. Không giấu gì anh. Khách đem qua cúng nhà tôi nhiều quá, ăn đâu có hết. Cái tôi đem ra chợ tôi bán, tôi bán tôi lấy tiền, cái tôi mua trái cây khác tôi cúng dâu anh đó. Quá trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, lớn tuổi rồi đứng bật ngửa ra sao rồi, đập đầu chấn thương sọ não chết rồi sao? Trời ơi cô Hai, sao vậy? Bình tĩnh chưa? Có gì không? Con sao không? Cô lên nhà trên ngồi chờ uống nước, cô ôm hồi nữa tôi đứng tim tôi chết liền hả? Anh á, tôi với anh á đâu phải người xa lạ gì đâu mà anh khách sáo với tôi quá hả? Làm vậy không sợ tôi buồn sao? Nhưng mà những gì nữa hả? Người ta thấy mình lui cui trong bếp tội nghiệp nên người ta phụ. Đây tôi làm cho. Ui cha, đũa thấy chưa, tự nhiên thọc cái tay vô trong cháo không phỏng mới là lạ. Trời ơi, cái gì vậy? Đưa đây tôi thổi cho. Thôi. Sao rồi? Có sao không? Hả? Phải để tôi làm phụ, đâu có xảy ra cớ sự đâu.
Cô có sao không? Cô làm ở đi lên nhà trên ngồi nghỉ uống nước cho giùm tôi. Cô ở dưới này một hồi nữa, ngày này đâm sau á là đám dỗ hai đoàn á. Thôi không cho phù thôi. Trời ơi trời, quá trời. Người gì đâu sướng, muốn sướng muốn cực. Thích cực làm mình đi. Cô Nhã Kim quá, 20 năm rồi chết mà không tìm được xác. Đem gà qua cho anh nè. Cảm ơn cô Út nha. Ủa mà anh đi đâu nhìn chỉnh chu quá vậy? Thì hôm nay là đám giỗ của má Nhã Chi cho nên tôi mang con gà qua biếu ông hai. Gì vậy? Nói tôi cho mượn tự nhiệt lại là sao? Không, giờ tôi không thích cho mượn nữa được không? Gì kỳ, sao không thất hứa dữ vậy? Nó trả lại coi. Không. Bây giờ gà này là của tôi, còn cái giỏ này là của Út. Tôi hứa là tôi sẽ trả lại một con gà và hai cái trứng luôn. Gì kỳ vậy? Hôm bữa nói là mượn một con trả hai con, tự nhiên giờ trả con với hai cái trứng là sao? Trời, trả một con hai trứng, biết đâu mai mốt hai trứng trở thành hai con gà con thì sao? Cảm ơn nhiều nha. Anh ngang ngược quá. Gì? Nè. Anh rủ tôi đi chung hả? Đâu có, coi chừng nhà giùm tôi nghiêng. Bye bye. Bye bye. Mày đừng có buồn tao nha. Tại vì con gà tao mất cho nên mày mới được hy sinh cao cả vậy đó, hiểu chưa? Mai mốt tao sẽ thưởng cho mày cái anh chàng gà trống đẹp trai luôn, xuống dưới cho mày có bạn, hiểu không? Trước khi hy sinh tao sẽ đánh cho mày một chậu ngon. Cái thư kia thấy mày tội nghiệp quá, nhưng mà vì hạnh phúc riêng của tao, cảm ơn mày nhiều. Chưa là mày mà xong nghe mùi chó gà kìa. Dạ thưa ông hai, con mới qua. Mới qua con. Dạ. Chẳng lẽ đó là con gà của mình? Ủa, mày đứng mày lầm bậm gì á? Dạ sáng giờ má con có qua phụng hai không? Sao không qua? Qua đây quậy tùm lum tà la hết trơn, tao mới đuổi lên nhà trên. Chắc chắn là phải lấy con gà mình mang qua đây. Bực quá. Nữa, sao đứng lầm bậm gì hoài vậy con? Con đem con gà qua đây biếu ông hai.
À, đem nhốt vào sau hè giùm ông hai cái. Dạ dạ. Ông hai, có cần công phủ gì không? Thôi, lên trển chơi đi, xong hết rồi. Dạ. Má. Trời, cái thằng làm má hết hồn à. Bộ mày muốn má đứng tim chết hả? Gì á? Sao má bắt con gà con đi bán mà má không hỏi ý kiến con vậy? Ủa, má đâu có bán. Má đem má biếu ông hai đòn để làm đám giỗ cô Nhã Kim thôi. Trời, sao má không nói con sớm? Nói gì mà nói, bay nóng tính thấy mồ, nói mày không cho làm sao? Làm hại người ta phải mượn gà út điệu nữa, rồi mang ơn trả ơn gì tùm lum. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng thu xếp về đó trong thời gian sớm nhất. Ủa, mẹ. Mẹ, có chuyện gì mà con thấy sắc mặt của mẹ không được tốt vậy? Con gọi điện đặt vé cho mẹ về Canada gấp ngay bây giờ nghe con. Có chuyện gì vậy mẹ? Chuyện cũng hơi khá phức tạp một chút. Để mẹ về bển giải quyết xong đi rồi có gì mẹ sẽ nói cho con biết sau. Mẹ cần con giúp gì không? Hay là con về bển chung với mẹ nha? Thôi, cái chuyện này để mẹ giải quyết một mình được rồi. Bà con cũng mới về nước, con cũng phải cần nghỉ ngơi một chút chứ. Vậy để con đặt vé máy bay lại cho mẹ nha. Mẹ có cần đi liền không? Ừ, con đặt liền cho mẹ đi. Dạ. Thôi mẹ lên lầu chuẩn bị đi. Dạ. Con đặt được vé thì cho mẹ biết nha. Dạ. Dạ, phòng vé xin nghe ạ. Xin cho tôi hỏi là hôm nay có chuyến đi Canada gấp không? Dạ có. Xin hỏi quý khách muốn đặt vé VIP hay là hạng phổ thông ạ? Cho tôi đặt một vé VIP. Chuyến bay sớm nhất nghe. Dạ được ạ. Xin ông vui lòng cho chúng tôi những thông tin liên quan đến người sẽ đi, cũng như địa chỉ để chúng tôi mang vé đến ạ. Rồi, anh chị ghi lại nha. Dạ. Bao nhiêu tiền mình đã giúp khách mua cho Duyên Mỹ một chiếc dâm. Từ hôm qua tới giờ chỉ toàn uống nước lã cầm hơi. Mình đã giúp khách hầu bao mua cho cổ, vậy mà cô không một chút cảm động, thậm chí một lời cảm ơn mà cô ấy cũng tiếc dành cho mình. Đúng là lòng dạ đàn bà, sao mà khó hiểu quá. Hoàng ơi, bưng đồ. Đợi bây giờ cho em đón rồi. Sao con không về em ơi? Anh ăn thử đi nha. Dạ. Rồi, em cứ ăn trước đi. Con sắp xếp hết rồi. Dạ, xin lỗi. Dạ, cho tôi xin lỗi. Vậy đâu mà không có ý tứ vậy thôi. Dạ, cho tôi xin lỗi. Thằng làm ăn cái kiểu gì vậy? Dạ, tôi xin lỗi. Vậy tao đừng bỏ nhau luôn. Làm ăn kiểu gì vậy? Kêu ông chủ ra đây. Ông coi nè, nhân viên của ông là như vậy đó hả? Dạ, ơi, nhìn nè. Dạ, cho tôi xin lỗi. Làm sao? Cho nghỉ đi. Nhà hàng lớn phục vụ vậy hả? Dạ, xin lỗi quý khách. Nhân viên kia con vậy? Cậu bấn đồ cái kiểu gì kỳ vậy? Ai dám vô nữa? Đi vô theo tôi. Dạ, xin lỗi quý khách ạ. Trời ơi, phục vụ viên cũng mướn nữa. Xin lỗi cái gì nữa mà xin lỗi? Ướt hết đồ luôn nè. Lần sau ai dám vô nữa? Bực bội thiệt mà. Ướt hết đồ của người ta luôn. Dạ, hết cái áo rồi, về em lau. Lau cái gì nữa mà lau? Đổ vậy sao ăn nữa? Dạ, bực bội quá, không ăn nữa. Đi về. Cậu xin lỗi cái gì tôi? Cậu
cậu làm tôi mất mặt quá đi. Cái uy tín nhà hàng của tôi bao năm nay bây giờ bị cậu bôi nhỏ hết rồi, không biết không? Giờ tôi xin lỗi. Không xin lỗi gì hết. Kể từ ngày mai cậu khỏi tới đây làm việc nữa. Ông chủ, ông chủ cho tôi một cơ hội đi ạ. Tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Không còn cơ hội nào cho cậu nữa đâu. Đừng làm phiền tôi nữa. Ông chủ à, mẹ. Ủa, có chuyện gì mà con gái của mẹ vui quá vậy? Mẹ ngồi xuống đây đi, con nói mẹ nghe chuyện này nè. Có chuyện gì vui nói cho mẹ nghe coi. Chuyện gì dạ, mà làm con vui dữ vậy? Con mới vừa được một công ty quảng cáo mời làm hình ảnh đại diện đó mẹ. Vậy hả? Mẹ chúc mừng con nha. Dạ. Ừ, mà công ty đại diện cho hãng nào vậy con? Dạ, đó là một công ty quảng cáo và du lịch. Họ mời con làm hình ảnh đại diện. Họ muốn con chụp ảnh cảnh biển và miệt vườn á. Mà mẹ ơi, mẹ nói cho con nghe đi, phong cảnh miệt vườn là như thế nào hả mẹ? Ừ, cũng bình thường thôi con. Mà mẹ nghĩ á, con đâu cần phải đi xuống tuốt dưới đó. Nhưng mà con muốn về dưới một lần cho biết mà. Với lại anh Nguyên Lãm cũng đang muốn về đó để khảo sát thị trường nữa. Nhưng mà mẹ chỉ có mình con thôi hả? Hay là con từ chối đi nha? Mẹ ơi, tự nhiên á có người mời mình đi du lịch miễn phí, tại sao mình lại không đi hả mẹ? Với lại mẹ cứ thử nghĩ coi, có ai đi du lịch mà còn được tiền như con nữa không? Thôi con lên phòng nha. Có cách nào không cho con gái mình về dưới đó không? Xin được chủ làm tốt, lương cũng khá, vậy mà bây giờ đuổi việc. Bây giờ biết tìm đâu ra chỗ làm nữa bây giờ. Cũng tại mình dại gái anh chị, để bây giờ ra nông nổi như thế này. Nè cậu. Dạ. Để ra làm sao giùm tôi. Con cứ thong thả đi chơi và tìm hiểu cũng như học hỏi kinh nghiệm làm ăn ở Việt Nam. Rồi khi nào mẹ về tới nhà mình sẽ bàn tính tiếp nghe không? Dạ. Con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, bà đi bình an. Ừ. Dạ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. À, hay là để con đưa mẹ ra sân bay nha. Thôi khỏi cần, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. À, còn việc này nữa nè. Hôm mẹ đi Đà Lạt mẹ bị bất tỉnh, cũng may có một cậu thanh niên tốt bụng đưa mẹ vào viện, sau đó còn tới thăm nom thường xuyên nữa đó. Cậu ta là ai? Mà mẹ còn thường xuyên liên lạc với cậu ta hay không? Cậu ấy là người tử tế, nhưng mà mẹ cũng chưa có dịp đền ơn. Mẹ tính sắp xếp cho cậu ấy một công việc ở công ty đó.
Đây là số điện thoại của cậu ấy. Cậu ấy tên là Vinh Hoàng. Mẹ về bên đó rồi thì con ở bên này. Nhớ xét cho cậu ta một công việc ở công ty giùm mẹ nha. Dạ con biết rồi. Mà con nhớ liên lạc thường xuyên với Dương Mỹ đó. Dạ. Thôi con chúc mẹ đi đường bình an. À về tới bên đó mẹ nhớ alo cho con nha. Rồi mẹ biết rồi. Thôi mẹ đi nha. Dạ. Làm gì để giết hết thời gian bây giờ ta? À, tao nghe. Thằng quỷ, mày đi đâu vậy? Tao gọi điện cho mày mà mày không nghe máy. Xin lỗi nha. Mà mày gọi cho tao có chuyện gì không? Tao tính rủ mày đi chơi. Mày có rảnh không? Rảnh. Mà mày muốn đi đâu chơi? Tao tính rủ mày đến công ty du lịch coi có tụi nào hấp dẫn không. Mày thấy sao? Ok. Vậy tao qua trước mày hay là mày qua trước tao? Quỷ, tao có xe đâu mà qua mày. Ok. Nói giỡn mày thôi. Chút nữa tao sẽ qua trước mày. Ok. Bye bye. Bye.